Thưa quý vị, thưa các bạn, nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, với khí hậu nhiệt đới gió mùa, đồng bào các dân tộc chịu thương, chịu khó, cùng với những nét văn hóa độc đáo trong lao động sản xuất, đã hình thành nên mảnh đất Yên Bái với nhiều loại sản phẩm nông nghiệp đặc sắc. Những sản phẩm gắn với thương hiệu Yên Bái có thể kể đến như là cây quế Văn Yên, chè Suối Giàng, gạo Chiêm Hương Đại Phú An, gạo Mường Lò, gạo nếp Tú Lệ, hồng trùm không hạt Lục Yên, cam Văn Chấn, vân vân. Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo yêu cầu về an toàn thực phẩm theo yêu cầu của thị trường, xây dựng hình ảnh, thương hiệu, quảng bá sản phẩm đến với người tiêu dùng cả nước. Bên cạnh việc tập trung nâng cao chất lượng, thương hiệu và hình ảnh, Yên Bái cũng rất chú trọng đến công tác xúc tiến thương mại, tìm đầu ra bền vững sản phẩm nông sản của mình. Điển hình là mới đây, tuần lễ đặc sản Yên Bái do tỉnh Yên Bái phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội với tập đoàn Central Group Việt Nam tổ chức tại Hà Nội được xem là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại chất lượng, hiệu quả của Yên Bái. Ở qua cái tuần lễ đặc sản Yên Bái tại Hà Nội này thì chúng tôi có rất nhiều mục đích. Thứ nhất là chúng tôi quảng bá được tất cả các sản phẩm đặc sản của tỉnh Yên Bái tại Hà Nội và tại cái địa bàn của tại trong cái siêu thị Bixi. Thế và qua cái việc quảng bá này thì chúng tôi cũng đã phối hợp được với Bixi để đưa được trước hết là 4 cái mặt hàng nông đặc sản của tỉnh Yên Bái đảm bảo các cái tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo các cái vệ sinh an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để đưa vào tiêu thụ thường xuyên ở trong siêu thị Bixi này. Việc các đơn vị phân phối lớn phối hợp với các sở công thương địa phương tổ chức chuỗi tuần lễ giới thiệu sản phẩm nông sản của địa phương chính là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại hiệu quả, góp phần tích cực hỗ trợ các địa phương quảng bá, kích cầu tiêu dùng hàng Việt, tạo giá trị gia tăng, từng bước xây dựng thương hiệu cho nông sản Việt Nam. Chúng tôi cũng rất là vinh hạnh được góp sức vào cái việc là quảng bá nông sản an toàn của các địa phương. Trong cụ thể chương trình này đó là nông sản an toàn của tỉnh Yên Bái đến với người dân thủ đô nói riêng cũng như người dân các tỉnh lân cận nói chung. Và nhân cơ hội này thì rõ ràng là cái hệ thống siêu thị bán lẻ hiện đại, trong trường hợp này là 15 siêu thị Bixi của chúng tôi tại miền Bắc, đóng vai trò là giới thiệu trực tiếp đến người tiêu dùng những cái nông sản an toàn đến từ tỉnh Yên Bái và những cái đặc sản đến từ tỉnh Yên Bái. Và như vậy nó cũng đóng vai trò là quảng bá, truyền thông, kích cầu và góp phần xây dựng thương hiệu cho nông sản an toàn Yên Bái nói riêng hoặc là nông sản của Việt Nam nói chung. Theo Sở Công Thương Hà Nội, thành phố hiện có khoảng 10 triệu dân nhưng lượng rau củ quả mới đáp ứng được khoảng 60%, trái cây mới đạt khoảng 35%. Do vậy, thời gian qua, Sở Công Thương đã phối hợp với các tỉnh, thành phố khác để đưa các sản phẩm địa phương về tiêu thụ trên địa bàn, vừa đảm bảo cho người tiêu dùng thủ đô có nguồn thực phẩm, rau củ quả an toàn, vừa tạo điều kiện cho các vùng miền phát triển hàng hóa nông sản, nâng cao đời sống của người dân. Các cái chương trình giới thiệu những cái sản phẩm đặc sản vùng miền của các cái tỉnh, thành phố về với Hà Nội thì đây là một cái chương trình rất tốt. Qua những cái sự kiện này thì chúng tôi đánh giá là cái việc tích cực nhất là cái sản phẩm được truyền thông trực tiếp đến người tiêu dùng thủ đô. Trong thời gian tới thì Sở Công Thương thành phố Hà Nội cũng sẽ cùng với Sở Công Thương tỉnh Yên Bái cũng như là các tỉnh thành phố khác sẽ làm một cách bài bản và nó có cái tính quy mô đi từ cái khâu sản xuất những cái sản phẩm chất lượng an toàn cho đến thống kê những cái sản lượng, những cái nhu cầu cần tiêu thụ ở trên địa bàn Hà Nội. Với nhiều hoạt động quảng bá khuyến mại hấp dẫn, tuần lễ đặc sản Yên Bái tại Hà Nội 2018 được kỳ vọng góp phần quan trọng quảng bá thương hiệu, chất lượng sản phẩm, giúp cho đặc sản Yên Bái thâm nhập và phát triển ở các kênh bán lẻ hiện đại, chinh phục người tiêu dùng thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành lân cận, qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái. Với những sản phẩm nông nghiệp chất lượng gắn với thương hiệu uy tín, tỉnh Yên Bái đã khẳng định hướng đi đúng đắn của địa phương trong sản xuất hàng hóa, hình thành những vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh. Cùng với đó, công tác xúc tiến thương mại, xúc tiến xuất khẩu nông sản được quan tâm đẩy mạnh đã giúp việc tiêu thụ nông sản ngày một thuận lợi, nâng cao giá trị hàng hóa.